Một phim mới mang tên Starbuck nói về việc làm cha. Bộ phim hài Canada Starbuck nói về câu chuyện của một người đàn ông phải đối mặt với một vụ kiện từ 142 trong tổng số 533 đứa con mà ông đã làm cha khi ở độ tuổi 20 bằng cách hiến tinh trùng. Tên của bộ phim được đặt theo tên của một con bò Canada nổi tiếng có tinh dịch được sử dụng để sản xuất hàng trăm ngàn con bò con. Đạo diễn phim ông Ken Scott cho biết, tờ báo New York Times từng đăng rằng tại Hoa Kỳ có nhiều quy định giám sát việc mua bán xe cũ hơn là mua bán tinh trùng. Và ông đã rất thích thú khi khám phá tình trạng rất hiện đại của việc hiến tinh trùng. Trong phim, nhân vật David Wozniak do diễn viên Patrick Hua đóng vai, trong thời trai trẻ đã từng là một người sản xuất tinh trùng sung mãn. Nay ở tuổi 42, ông làm người giao hàng cho cửa hàng bán thịt của cha mình và nợ một số người xấu rất nhiều tiền. Ông phát hiện ra bạn gái của mình đang mang thai và bị bất ngờ khi được cho biết tinh trùng mà ông hiến tặng khi ở độ tuổi 20 làm cho ông trở thành cha của 533 đứa con và 142 trong số này muốn gặp ông. Một luật sư đã đưa cho Wozniak một tập hồ sơ về những đứa con của ông và ông đã từ từ lấy can đảm và đi tìm gặp một số người con của mình. Qua đó, nhân vật Wozniak nhận ra rằng ông có thể rất dở trong hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, nhưng ông rất giỏi trong việc làm cha. Diễn viên Hua nói, nhân vật Wozniak được sinh ra để làm một người cha, và thật là một điều tuyệt vời khi biết được rằng điều mà mình làm giỏi nhất đó là làm cha. Và phim Starbuck nói về cuộc hành trình để khám phá ra điều này. Ông Scott, người đã có ba đứa con, đồng viết kịch bản và đạo diễn bộ phim bởi vì ông muốn trình bày quan điểm về những phần thưởng và những thách thức của một người làm cha mẹ. Ông nói cái khó nhất của một người làm cha là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trong suốt cuộc đời của mình, ông ta luôn có vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến con cái của mình. Phim Starbuck đã giành được giải thưởng Genie 2012 là giải thưởng của Canada tương đương với giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất và giải thưởng khán giả của Liên hoan phim quốc tế Palm Springs cho tính năng tường thuật hay nhất. Bộ phim gốc được nói bằng tiếng Pháp đang được làm lại bằng tiếng Anh với một cái tên mới là Người giao hàng do diễn viên Vince Vaughn đóng vai chính. Starbuck được phát hành tại một số rạp ở Hoa Kỳ.